Sáng sớm ngày 30 tháng 6 năm 1908, trên lãnh thổ rộng lớn của vùng Trung Siberia, có rất nhiều dân chứng đã quan sát được một cảnh tượng huyền ảo. Trên bầu trời có một cái gì đó rất to và sáng chói, bay qua kèm theo tiếng rít và tiếng nổ lép bép. Sau đó là ánh sáng lóe lên chói lòa hơn cả mặt trời và một loạt tiếng sấm ầm vang. Sóng của vụ nổ kinh hoàng đã truyền vòng quanh trái đất hai lần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngày nay có hàng trăm giả thuyết, thiên thạch, sét hòn, mảnh sao chổi, nổ khí ga. Người ta nói về sự va đập với hố đen mini hoặc với phản vật chất và thậm chí còn nói đến con tàu ngoài hành tinh rơi xuống trái đất. Nhưng còn có một giả thuyết nữa hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Thủ phạm của thảm họa Tunguska là một con người hoàn toàn cụ thể, là một nhà khoa học mà một số người gọi là kẻ lừa bịp, mê hoặc, số khác thì gọi là thiên tài sáng tạo vĩ đại của mọi thời đại và mọi dân tộc. Một số nữa thì gọi ông là siêu nhân. Tên của người đó là Nikola Tesla. Những sự kiện thực tế, những chứng cứ đáng tin cậy, những giả thuyết gây chấn động trong bộ phim Nikola Tesla. Người điều khiển sấm sét. Ông là một người hiếm có, một nhà khoa học đã sáng chế ra biết bao nhiêu những vật dụng cần thiết cho con người. Có lẽ ông là một trong những nhà khoa học lớn nhất trong toàn bộ lịch sử thế giới. Người ta cho rằng trong toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ có hai cá nhân vĩ đại, hai thiên tài, đó là Leonardo da Vinci và Nikola Tesla. Họ không chỉ so sánh được với nhau mà có thể nói rằng ngang bằng nhau. Là người Serbia sinh ra tại Kovači, Nikola Tesla học ở Tiệp Khắc, làm việc ở Budapest, Paris, Praha, Strasbourg, Mỹ. Người theo chủ nghĩa thế giới, đúng hơn là công dân thế giới. Những đóng góp của ông cho nhân loại thật vĩ đại. Ông thực tế là người đã đặt nền móng cho quá trình điện khí hóa toàn cầu. Chính ông đã vạch ra hệ thống dòng điện xoay chiều, tạo ra các động cơ motor và các máy biến thế cao áp mà toàn bộ thế giới công nghiệp dựa trên chúng. Nhờ có ông mà các ngôi nhà, làng mạc, thành phố của chúng ta được chiếu sáng. Chính Tesla mới là người sáng chế ra radio, chứ không phải là Marconi và cũng không phải là Popov, những người đã sử dụng các nghiên cứu và các bằng phát minh của ông. Tesla là người đã chế tạo ra các máy móc điều khiển radio, phát minh ra nguyên tắc của kỹ thuật robot và động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời, máy chiếu tia röntgen, đồng hồ đo năng lượng điện, đồng hồ đo vận tốc của xe ô tô, bóng đèn hình quang, đồng hồ điện tử. Bản danh sách này còn có thể kéo dài mãi, gần 1.000 phát minh cho các lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật. Các công trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học bị lạc hậu ngay trong khi họ còn đang sống vì sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Tesla là một ví dụ hiếm hoi của nhà khoa học có những công trình tồn tại trong 3 thế kỷ. Ông đã biết trước khoa học sẽ phát triển như thế nào. Hàng trăm năm nay, di sản của Nikola Tesla đang bồi tiếp cho các nhà khoa học của toàn thế giới. Xét rộng ra thì chính ông là những người có ý tưởng về kính hiển vi điện tử và tia laser, TV và điện thoại di động, Internet và còn rất nhiều những phát minh khác nữa đã trở thành hiện thực chỉ trong thời đại của chúng ta. Một vài thí nghiệm của Tesla đã thuộc loại cực kỳ nguy hiểm. Nhưng liệu ông có phải là thủ phạm trong thảm họa Tunguska không? Theo đánh giá của các nhà khoa học, vụ nổ Tunguska có sức công phá lớn gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử mà người Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima. Sự kiện quá lớn lao, mang tính chất toàn thế giới. Nó bao trùm cả một ngày đêm và không thể nào gắn nó với một vụ nổ đơn lẻ. Có quá nhiều những bí ẩn liên quan đến vật thể Tunguska, mà nói đúng hơn là với vụ nổ Tunguska. Và những mâu thuẫn mà các nhà khoa học đã vấp phải trong 50 năm miệt mài nghiên cứu đã khiến họ phải đi đến kết luận rằng đây không phải là thiên thạch, bởi họ không tìm thấy một cái gì hết, không có một chút dấu vết gì của thiên thạch. Không có miệng hố, không có hố phễu, chỉ có sự sụp đổ ghê gớm của những cánh rừng. Tôi đã chú ý đến hiện tượng các cây gỗ bị cháy rất lạ lùng. Là một nhà vật lý, tôi không thể hiểu được làm sao mà cái cây như vậy bị thiêu cháy không chỉ phần thân mà cả rễ nữa. Nghĩa là những việc hoàn toàn không thể hiểu được. Có vẻ như ở đó đã hoàn thành sự phóng điện, mà không nhất thiết đấy là sự phóng điện giống như tia sét đánh. Có thể sự phóng điện này liên quan đến sét hòn.
nghĩa là đã có hoạt tính điện hoàn toàn khác thường. Ở thực vật có những đột biến giống như đã được gây ra bởi sự bức xạ gay gắt hoặc bởi điện từ trường mạnh. Và còn nữa, hiện tượng từ hóa ngược không hiểu nổi của đất. Tất cả những việc này dẫn đến suy nghĩ về sự phóng điện rất mạnh trong khí quyển. Nhưng liệu Nikola Tesla có thể gây ra được sự phóng điện như vậy không? Cái gì thế này? Đây là hiện tượng điện, cũng giống như thường xảy ra trong cơn dông ấy. Nghĩa là thiên nhiên cũng giống như con mèo ư? Vậy ai là người vuốt lưng nó? Có phải Chúa không? Điện là cái gì? Từ đó đến nay đã 80 năm trôi qua, và như trước đây, tôi luôn đặt cho mình câu hỏi đó, nhưng không đủ sức để trả lời. Thật nghịch lý khi người nói câu đó lại là Nikola Tesla, người mà hơn ai hết trên thế giới xâm nhập được vào những bí ẩn của năng lượng điện. Hai ý tưởng chính đã dẫn dắt con người vĩ đại của dân tộc Serbia đi suốt cuộc đời, tạo ra được năng lượng điện rẻ tiền và chuyển nó đến mọi khoảng cách mà không cần dây dẫn. Thế giới của chúng ta đắm chìm trong đại dương năng lượng khổng lồ. Chúng ta đang bay trong khoảng không vô tận với tốc độ không thể hiểu nổi. Mọi thứ xung quanh đều xoay vần, chuyển động, tất cả là năng lượng. Một nhiệm vụ vô cùng to lớn đang đặt ra trước chúng ta, tìm ra các phương pháp khai thác nguồn năng lượng ấy. Khi khai thác được nó từ nguồn vô tận này, nhân loại sẽ tiến về phía trước bằng những bước chân khổng lồ. Tesla cho rằng hành tinh trái đất là một cái tụ điện hình cầu có thể tích khổng lồ. Đây là cái máy tạo ra sự phóng điện. Nó quay và nạp điện vào khí quyển, đặc biệt là vào tầng cao nhất của khí quyển, tầng ion. Ý tưởng của Tesla rất đơn giản, nhưng đồng thời mang ý nghĩa toàn cầu. Đó là học cách khai thác lượng điện đó, biến đổi nó và chuyển đến những vùng xa xôi hẻo lánh nhất trên địa cầu, không cần dây dẫn. Ông bắt đầu kiểm chứng những ý tưởng của mình vào năm 1899 tại vùng núi Colorado Springs, nơi nổi tiếng là lắm sông tố với những trận sấm sét đặc biệt mạnh. Sau một thời gian, theo lời Nikola Tesla, ông đã biết về sấm sét còn nhiều hơn cả chính Chúa Trời biết về chúng. Việc đầu tiên là kiểm tra nguyên tắc truyền năng lượng đến những khoảng cách không xa, không cần dây dẫn. Một phòng thí nghiệm đặc biệt đã được xây dựng nhằm mục đích này. Chẳng bao lâu sau, nhà khoa học tin chắc rằng điện tích có thể truyền qua đất mà không cần bất kỳ dây dẫn và sóng vô tuyến điện nào. Các cuộc thí nghiệm thật kỳ vĩ và cũng thật nguy hiểm. Đây là những hình ảnh kỳ diệu thực sự của điện. Khi bật thiết bị lên, những tia chớp điện xung quanh nó đạt tới chiều dài 40 mét, tiếng sấm rền vang xa đến hàng chục km. Xung quanh chiếc tháp là một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Những người có mặt ở khoảng cách xa, kinh hoàng quan sát thấy giữa chân họ và mặt đất có những tia lửa lao vụt qua. Phía trên các đồ vật bằng kim loại có những quầng xanh chói sáng. Tesla đã rất hạnh phúc. Tôi cuối cùng đã quá thành công trong việc tạo ra sự phóng điện mà công suất vượt xa rất nhiều so với sức mạnh của sấm chớp. Năm 1901, nhà tỷ phú John Pepperon Morgan đã cấp kinh phí cho nhà khoa học để xây dựng tháp liên lạc vô tuyến điện xuyên Đại Tây Dương. Trên thực tế, Tesla đã ấp ủ bí mật những kế hoạch có quy mô lớn hơn nhiều. Ông dự định xây dựng 5 cái tháp như vậy. Chúng có nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc vô tuyến trên toàn cầu. Khi dự án này được hoàn thành, thì một nhà kinh doanh có thể ngồi tại New York đưa ra những chỉ dẫn của mình, và chúng đã xuất hiện ngay lập tức trong văn phòng của ông ta ở London hay ở một nơi nào khác. Ông ta có thể từ chỗ làm việc của mình nói chuyện với bất kỳ thuê bao điện thoại nào trên trái đất. Một công cụ không đắt tiền, không to hơn chiếc đồng hồ, cho phép chủ nhân của nó ở bất kỳ chỗ nào trên biển cả hay trên đất liền có thể nghe được bản nhạc hay bài hát, bài phát biểu của một thủ lĩnh chính trị, một nhà khoa học xuất chúng hay bài giảng đạo của một linh mục đang ở cách đó rất xa. Về thực chất, Tesla đã vạch ra hình mẫu của mạng Internet ngày nay, nhưng mục đích chính của Tesla đó là sự truyền năng lượng vô tuyến. Ông tin chắc rằng, để thu được năng lượng điện ở bất kỳ một điểm nào trên thế giới, chỉ cần cắm xuống đất một cái trục chốt và bật thiết bị nhỏ, chỉnh cho hợp với sự cộng hưởng với những chiếc tháp phóng xạ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Với hệ thống thiết bị của mình, ông dự định sẽ gây mưa trên sa mạc, chiếu sáng bầu trời bên trên những tuyến đường biển, nạp năng lượng cho những chiếc xe hơi và máy bay, thậm chí xây dựng hệ thống giao thông liên lạc giữa các hành tinh. Một dự án như vậy đòi hỏi kinh phí lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà Morgan cung cấp, nhưng điều đó không làm cho Tesla ngần ngại. Và chẳng bao lâu sau, trên hòn đảo Long Island nằm cách New York 60 km về phía Bắc, đã xuất hiện một phòng thí nghiệm và một cái tháp khổng lồ. Công trình này có tên là Warden Cliff. Ngay từ khi tháp chưa xây xong, nhà khoa học đã bắt đầu tiến hành những thí nghiệm phi thường của mình. Mùa hè năm 1903, chiếc tháp trên đảo Long Island đã làm cho cư dân New York suýt thì phát điên lên. Từ cái tháp tỏa ra khắp mọi phía là những tia chớp nhân tạo khổng lồ kéo dài trong vòng vài trăm dặm. Chúng chiếu sáng bầu trời trên Đại Tây Dương đến mức có thể dễ dàng đọc được các tít trên trang báo. Ngày hôm sau, chính các tờ báo ở New York đã viết: đêm hôm qua, chúng tôi đã được chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ, những tia sét khổng lồ do chính tay Tesla phóng lên. Các tầng của khí quyển bỗng rực lửa trên những độ cao khác nhau và trên một diện tích rộng, đến mức đêm bỗng chốc biến thành ngày. Toàn bộ không khí phát quang, sự phát sáng tập trung quanh mép thân thể người và tất cả những người có mặt ở đó đều phát ra ánh sáng xanh lơ huyền ảo. Chính chúng tôi cũng cảm thấy mình như ma quái. Tesla quá phấn khởi, giấc mơ của ông đã được thực hiện. Những đợt sóng được tạo ra bởi các máy phát của tôi sẽ là những giếng phun năng lượng vĩ đại nhất trên hành tinh. Những tang chứng. Người ta cho rằng những thí nghiệm của ông với điện trong khí quyển đã dẫn đến thảm họa Tunguska. Các nhà báo buộc tội Tesla có can dự vào thiên thạch Tunguska. Điều đó tôi hoàn toàn không tin, bởi vì ông không khởi động hệ thống của mình và ông đã không có đủ sức mạnh để tàn phá như vậy. Vào các năm 1905-1906, Tesla đã không còn có phòng thí nghiệm nơi ông có thể kiểm chứng những ý tưởng của mình. Đúng vậy, việc xây dựng tháp đã không được hoàn thành, bởi vì Morgan, khi biết thực chất kế hoạch của Tesla, đã ngừng cấp kinh phí cho nhà khoa học. Vào năm 1903, một phần thiết bị đã được chở đi khỏi Wonder Cliff, nhưng ta biết một điều khác, Tesla đã không đầu hàng. Vào đầu năm 1907, sau một thời gian dài đình trệ, ông lại bắt tay vào làm các thí nghiệm, hơn nữa lại chính ở Wonder Cliff, nơi ông đã nhiều lần bí mật đi đến trên những chuyến tàu đêm. Bằng chính tiền của mình, ông tiếp tục lắp ráp các thiết bị. Tôi cần phải hoàn tất công việc xây dựng trạm phát sóng của tôi. Đây sẽ là một bước đẩy nhân loại tiến lên phía trước cả một thế kỷ. Có những tư liệu khẳng định rằng vào năm 1907, nhà khoa học lại nhận được một khối lượng lớn thiết bị từ công ty Rexengrouse và chúng còn được giữ ở chỗ Tesla cho đến tận năm 1912. Vào năm 1908, khi được hỏi bao giờ thì ông kết thúc những cuộc thí nghiệm trên đảo Long Island, Tesla đã trả lời rằng ông chưa bao giờ kết thúc chúng, còn phòng thí nghiệm của ông vẫn tiếp tục tồn tại. Tôi vẫn tiến hành các thí nghiệm tại đó. Mọi chứng cứ đều nói lên sức làm việc của cả Tesla cũng như ngọn tháp của ông vào năm 1908. Ngoài ra, hiện còn lưu lại những biên bản tòa án mà trong đó Tesla với tư cách là nguyên cáo đã tuyên thệ làm chứng rằng thậm chí đến năm 1915, nghĩa là 7 năm sau sự kiện Tunguska, một số lượng lớn các thiết bị ở Wonder Cliff vẫn còn trong trạng thái hoạt động tốt. Như vậy, vào năm 1908, năm xảy ra thảm họa Tunguska, ngôi tháp về mặt kỹ thuật vẫn hoạt động tốt. Nhưng liệu nó có đủ công suất cần thiết? Tất nhiên là đủ, bởi vì tôi biết chính xác rằng đường kính của cái thụ điện đặt trên tháp đó cho phép thu được những dòng điện lên tới 10.000 ampe. Đó là trong xung lượng, đúng không? Còn điện áp mà ông thu được đạt tới 100 triệu vôn. Nếu nhân những dòng điện này lên và điện áp, thì chúng ta thu được 1 terawatt. 1 terawatt, đó là năng lượng trong xung lượng mà Tesla có thể truyền thêm hơn 100 năm trước. Một xung lượng mà cho đến nay chưa có ai thu được. Bởi vì tối đa chúng ta chỉ truyền được 1 triệu kW theo các tuyến của chúng ta, ít hơn 1.000 lần. Hiện nay, chỗ chúng tôi làm được máy phát điện 3 triệu vôn và đã coi đó là hạnh phúc lắm rồi. Tesla thu được 100 triệu vôn mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng liệu Tesla có truyền được năng lượng như vậy đến khu vực Tunguska hay không? Thời kỳ đầu tiên, giả thuyết này bị coi là hoàn toàn chuẩn ngốc đối với một nhà khoa học hiện đại. Nhưng khi ta bắt đầu đi sâu tìm hiểu, khi đã biết những chi tiết của thảm họa Tunguska, khi bắt đầu thâm nhập vào bối cảnh, thì thấy rằng đây là điều hoàn toàn có thể.
Điều đó là hoàn toàn hiện thực, bởi vì tất cả các bằng phát minh của ông đều mô tả rõ phải làm việc đó thế nào. Nhưng để thực hiện được việc này, cần có một vài ngôi tháp. Tất nhiên là một ngôi tháp cũng có thể được, nhưng khi đó, độ chính xác trong việc rơi chúng sẽ không cao. Nếu Tesla quả thật có dính líu đến các sự kiện Tunguska, thì ta sẽ tìm ra được cách giải thích cho những bí ẩn khác. Trước khi xảy ra thảm họa Tunguska 2 tháng, từ tháng 5 năm 1908, trên bầu trời châu Âu và nước Nga đã xuất hiện những quầng sáng khổng lồ. Còn trước sự kiện này 9 ngày đã có những quầng sáng lạ thường. Ban đêm mà trời phát sáng như thời gian ban ngày ở vùng cực. Trong 3 ngày trước vụ nổ, sự phát quang tăng lên đột ngột. Còn nữa, trước khi xảy ra vụ nổ Tunguska mấy tháng, trên bầu trời nước Nga, từ dãy núi Uran đến vùng Baltic, bắt đầu xuất hiện những quả cầu cháy sáng rực, như phiên bản thu nhỏ của vật thể Tunguska. Vậy đó là cái gì? Có phải là việc bật tử máy móc ở Undergriff? Và thời đó, bí ẩn của sét hòn khiến nhiều người rất lo lắng. Và một trong những nhà vật lý thành công nhất trong việc tiếp cận đến lời giải của hiện tượng này chính là Nikola Tesla. Ông là người duy nhất đã thành công trong việc mô hình hóa những quả cầu lửa này trong điều kiện phòng thí nghiệm. Được chắp cánh bởi những thành công này trong việc nghiên cứu plasma vật lý, Nikola Tesla đã đặt cho mình câu hỏi: liệu có thể lặp lại những hiệu ứng này trong không gian ở quy mô toàn cầu? Giả thuyết về sét hòn trong cách giải thích hiện tượng Tunguska luôn luôn tồn tại. Trong một chừng mực nào đó, nó có thể giải thích bí ẩn của quỹ đạo bay của vật thể rực sáng. Những mũi tên màu xanh chỉ hướng bay của những cái được gọi là Balidon Tunguska. Chúng được vẽ lại theo những lời làm chứng của các cư dân, những người đã sống ở đây vào năm 1908. Những thông số này được thu thập từ những người làm chứng có uy tín nhất. Không một thiên thạch nào có thể đồng thời di chuyển theo vài quỹ đạo cùng một lúc. Các thiên thạch cũng không biết lựa chiều. Còn sét hòn mạnh thì lại khác. Cũng không loại trừ khả năng rằng chính những thí nghiệm của Tesla là một kiểu nút khởi động đã giải phóng một lượng điện thiên nhiên với công suất khổng lồ. Ngay từ cuối thế kỷ 19, các nhà đại vật lý khi nghiên cứu những sự dị thường từ tính đã cho rằng giữa tầng ion và trái đất có những dòng điện siêu mạnh của thiên nhiên mà ta chưa được biết. Các đồng hồ đo đã ghi nhận những dòng điện. Đây trước mặt các bạn là một thiết bị. Thiết bị đầu tiên cho phép ghi nhận chúng một cách đơn giản, rõ ràng. Còn đây là những chất dẫn điện, đôi khi tôi gọi chúng là những sợi chỉ của Tesla. Theo tôi, chúng cho phép thực hiện những hiện tượng tuyệt vời mà Tesla đã trình bày. Xét về tổng thể thì một trong số các chất siêu dẫn này có hình dáng là vòng tròn khép kín. New York ở đây, chỗ này, bờ biển phía đông của nước Mỹ. Những dòng điện đã kích thích địa trường có hình vòng tròn. Một tính toán đơn giản nhất cũng chỉ ra rằng vòng tròn ấy đi đúng qua Tunguska. Tesla, bằng chiếc máy phát điện của mình nằm trên tháp Undergriff, với toàn bộ hệ thống công suất mạnh nhất về thực chất đã phóng điện trong một không gian lớn và dòng điện chạy theo hình tròn đi qua bên trên thành phố New York được kích thích. Phần tử mang điện này và năng lượng được chuyển đến khu vực Tunguska, nơi chúng ta có thể quan sát các hiện tượng khác nhau. Hơn nữa, từ trước khi xảy ra sự rơi của cái được gọi là thiên thạch Tunguska, nếu Tesla chẩn đoán được sự tồn tại của những dòng điện vô hình này, thì ông đã có thể tính toán được với sự chính xác đến từng độ vị trí cắm vào bề mặt trái đất của dòng điện hình vòng tròn. Bảy năm sau sự kiện Tunguska, Tesla nói rằng việc truyền thực tế năng lượng điện không cần dây dẫn và việc sinh ra tác động phá hủy vượt qua không gian dĩ nhiên là có thể. Tôi đã thiết kế những cuộc truyền không dây dẫn. Các kỹ năng của tôi đã tiến xa đến mức tác động của sức mạnh hủy diệt lớn có thể được truyền đến bất kỳ điểm nào của trái đất, được xác định từ trước với độ chính xác cao.